Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe Một số bài sắm tiên tri Được trích lục từ kinh sắm Thác Sơn Đức Quỳnh giáo chủ tiên tri chi, thế chiến thứ ba Thiên cơ biến đổi can qua Gẫm trong thế giới còn đôi ba phần Mau mau kiếp kiếp chiên cằn Chúng sanh còn có lập thăng hội này Từng quần thiên địa đổi say Cảm thương chẳng hạ lòng đây chẳng sờn cũng còn kẻ ghét người hờn, Vì không rõ hiểu xạ dân của thầy, Hổ lan ác thú muôn bày, Lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, Ai mà ăn ở nghinh ngang, Đón đường nó bắt xé tan sát hồn, Chữ rằng quả phước vô môn, Đáo đầu cũng phải sát hồn tiêu tan, Khuyên người hữu phước giàu sang, Mau mau làm phước làm don cho rồi, Để sao khó đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơ rắn rít chẳng vui đâu là rắn to tên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó tha dương chằn ai mà tu tỉnh chiên cằn làm đường ngay thẳng có thằng độ cho thương đờ hết dạ cần lo chẳng lo niệm phật nhỏ to làm gì tu là tâm trí nhu mì tu hiền tu thảo dạy thầy cho xong tu cầu cứu vớt tổ tông Giở cho bá tánh mão hồng bớt rơ tu cầu cha mẹ thảnh thơ quắc dương thị thổ chiều mơ phản hồi tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tò sen người tu phải lánh hơ men đừng ham sắc lịch lắm phen lị mình tu là sửa chọn ăn tình Tào khang chồng vợ bố kình đừng phai Tu cầu Đức Phật như lai Cú dân qua khỏi nạn tai buổi này Chữ tu chớ khá trễ chày Phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên Chích trong sám giảng quyển Ba của Đức Quỳnh Giáo Chủ Viết năm 1939 Lờ bình trong câu sắm Thiên cơ biến đổi can qua Gẫm trong thế sự còn đôi ba phần qua cuộc biến thiên thế chiến thứ ba tặng thế hội long hoa kỳ này cơ sàn sậy khử trượt lưu thanh hiền còn giữ mắt nhân loại chết bảy tám phần chỉ còn sống sót có đôi ba phần mà thôi trong câu sấm hổ lan ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt sẽ tan sát hồn chữ rằng quả phước vô môn đáo đầu cũng phải sát hồn tiêu tan khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm giòn cho rồi để sau khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơ rắn rít chẳng vui đâu là rắn to tên gọi mãn xà trên gần nó xuống nó tha dương chằng cụm từ hổ Lan ác thú làm chỉ cho chiến tranh bùng nổ dùng đông âu Uganda năm nhâm dần 2022 khi binh lửa tàn phá chết chóc vô cùng tan thương còn câu sấm rắn to tên gọi mãn xà lãm chỉ binh lửa khốc liệt ở đông âu năm nhâm dần 2022 sẽ lan sang trung đông năm quý mão 2023 và kéo dài tới năm rắn ác tỵ 2025 chết chóc thật là kinh hoàng còn trong câu sấm tu cầu cha mẹ thảnh thơ quắc dương thị thổ chiều mơ phản hồi tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tò sen người tu phải lánh hơ men đừng ham sắc lịch lắm phen lị mình tu là sửa chọn ăn tình tào khang chồng vợ bố kình đừng phai tu cầu đức phật như lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này chữ tu chớ khá trễ chày phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên người tu hành trước hết là phải giữ chọn đạo hiếu chung Đạo làm người trọn vẹn thì sau đó từng bước đi lên giải thoát ở cõi Niết Bàn Tòa Sen Vào thờ mạt Pháp hiện nay, người tu hạnh cư sĩ tại gia cư trần bắt nhiễm Phước huệ song tu, vừa tu phước vừa tu huệ, không nợ của thế gian Tu trong tứ tướng, đi đứng nằm ngồi, không chấp thời gian hay là không gian Tu trong công việc làm ăn hàng ngày, cài cấy, bữa củi, giả gạo, mua bán Luôn giữ tâm ngay thẳng, bình đẳng không tham lam sân si niệm chữ a di dẹp lòng sầu ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu cũng có ngày kia ta giải thoát giải thoát thì ta rõ đạo màu tây phương cực lạc phật hằng hà ta ráng bền lòng phật chẳng xa trong cõi trần mê còn mong đợi thấy phật trì tâm đến năm gà muốn gõ đạo màu đức quỳnh giáo chủ viết năm 1940 và tiếp theo là hạnh tu khế hợp thiên cơ tặng thế hội long hoa lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ đây là quyển thứ năm mà đức quỳnh giáo chủ đã viết năm 1941 tại chợ quán 776 câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chiên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia gắn công trì niệm sớm khuya thăng ti còn tục tâm lìa cõi mê chỉ toàn gieo giống bồ đề kiếm người lương thiện dắt về tây phan dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ăn ở chằn sự chọn nghĩa nhân quyết làm tối phật gỡ thăng liên đài cầu cho mối đạo hoằng khai cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi phật an thân kẻo kiếp phong trần dài dạng gió sương phật đài phưởng phát mùi hương cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu từ bi quay lực nhiễm sâu độ con thoát chốn u sầu chẳng ai nam mô thích ca như lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh dưới đây lượt tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lờ lành của phật chiền roi đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà trồng cây là vị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mắt dầu ai có cười ta khờ khặt cũng đừng phiền sao lãng chân tâm mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm cùng thiện tính bá gia hưởng ứng muốn phật giáo từ đây bền vững đừng riêng lo lợi dưỡng một mình nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp lè người làm cho dân khinh dễ ngạo cười tội lỗi ấy lực nào dung thứ tu còn ham chay đã to đám bự đặng thế gian dưng cúng bạc tiền dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thọ, bảo làm sao dân không xa ngã nghe lời rù tông nọ phái kia cả tăng đồ chống nước chia lìa riêng pháp bảo riêng chùa riêng phật trong bá tánh sầu thành chắc ngắt mãi nghi nan chẳng biết đàn nào lòng mến yêu chẳng nệ công lao mượn bút mực đôi lời chẳng thiết tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt làm hay không chẳng dám ép này nguyện mười phương chư phật đáo lai đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát vô thượng thạm thâm dĩ ý chiền danh ngôn chép để rạch đàn tiên cư gia tịnh độ tâm viên mãn sĩ sức văn từ dốc dạy khuyên lờ bình thờ mặt pháp hiện nay chỉ có hạnh tu cư trần bắt nhiễm cư sĩ tại gia vừa làm lụng có của dư giúp ích gia đình xã hội báo đáp hiếu chung vừa tu tâm giải thoát kiếp lưng hồi không ôm bình bát khất thực đi dán ổng ẻo sinh sỏ mang nợ bá gia tiên chi thờ mạt pháp ma dương mượn hình tướng phật phá hoại pháp như lai nên đức thầy tái hiện trần gian xưng là cư sĩ ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chiên tu hành thờ mạt pháp hiện nay ma dương mượn y áo phật làm hình tướng giống y như là phật nhưng mô mô phá hoại đạo phật mô mô nhằm mục đích trục lợi danh vọng địa vị tiền tài vật chất tu còn ham chai to đám bự đặng thế gian dương cúng bạc tiền dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thọ bảo làm sao dân không xa ngã nghe lờ rù tông nọ phái kia cả tăng đồ chống nước chia lìa riêng pháp bảo riêng chùa riêng phật trong bá tánh sầu thành chắc ngắt mãi nghi nan chẳng biết đàn nào vì dạy ngài khuyên ai hại đã xuất gia thì phải hy sinh đừng tu giả dối mang nặng tội Nếu sức gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo Chớ giả dối mà mang sắc áo Mượn bồ đề chuỗi hộp lè người Làm cho dân khinh dễ ngạo cười Tội lỗi ấy lực nào dung thứ Nay là thời kỳ mạt Pháp Thế chiến thứ ba bùng nổ ở Đông Âu Năm 2022 Và khói lửa lan qua Trung Đông do Thái Năm 2023 được Đức Thầy viết trong quyển khuyên người đời tu niệm Rồi sao sẽ thấy hầm beo khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương Gặp rồng văn hội thành mây, gặp mây đón gió đại thai mệnh chờ Nam nhi chỉ khí sáng ngờ, sợ chi khí số của chờ phong ba Thắc phu không giữ nước nhà, chờ giao số phận quốc gia chu toàn Đó là cái ái nước non, ăn no chốn giặc làm con thế nào giặc qua đỏ sức binh thao cơ chờ trả nghĩa anh hào trả nhân phép tài thao lược cầm căng giúp phù trợ trị quốc gia binh quyền cợp bày dù có đi qua võ tòng trả nghĩa tề gia binh quyền họ tiên ta cũng thằng tiên không lâm chặn đấu ai quyền thấp cao sợ chi chặn lược binh hào đờ người có dịp làm cao nước nhà được phụng không còn sợ gà tại không cầu phượng mà ta điên đầu lưu bị muốn hàng binh tàu khổng minh cầu chí lẽ nào tuổi không chương lương hàng tính tử phòng lại thêm hàng tính đắc thông binh quyền dân dương cầu được nhà tiên mở thâu giảng pháp tâm truyền nhà châu nhà nam còn biết bao tiên ở trong nội ngoại có liên phật đài lẽ nào giặt đến không ai thiên tài sứ giả giải tai nước nhà sợ nhà lú lẳng tinh ba mà thầy nhắc nhở nước ta có chờ có tiên ẩn chú ngồi chờ có thánh chờ chờ dịch lý quốc gia có binh thần tướng ẩn nhà có phật thiên ngoại nhìn ta binh quyền đừng làm không có tài thiên tại mình quá dốt độn thiên sai hề thiên thờ ai cũng yêu nghề thánh nhân mở nước họ về quốc gia Giao lông ăn sạch thịt gà Sợ chi múa mép đạo già đạo non Qua gà thánh chúa túc con Thiên thần xứ xứ bon bon chạy về Nồi tiên no dạ hả hơi Ngồi chờ chú cội hẹn thề giúp ta Chó chu chó đến giữ nhà Nhìn coi chú cội đánh mà ai đây Người Tây trả lại nhà Tây người nam mở nước đến ngày phong thiên tàu về giảng lý rút tiên rút hết thợ thiền vì chú cụi chơ hằng nga tiên thánh giữa chờ trên mây chổi nhạc đón mờ phật dương thiên nam địa bắc phố phường thái bình ca hát hoàng dương nước nhà các bà bồ tát rải hoa cam lồ tưới xuống cũ nhà việt nam con rùa dưới biển phong hàm nói yêu Đức Phật nhà Nam gả mình, gả cho Đức Phật đế kinh, kỳ quan nó gả nhà mình Phật dương, quân thần giảng tế vô cương, miên trường hạnh phúc nhà thương đại thành, ngọc đế thâu phép ngũ hành, núi chài đảo lặng mặt trời qua tay, giờ này chí mó biến bay, kình ngư hải ngoại nằm ngay yên mình, thờ chờ lập lại thái bình, long qua đại hội mới thành nhà Nam thơ chống long qua chống long hoa dục đến giờ thằng tiên lưỡng lập còn chờ vào ai chống long hoa chẳng thi tài thi công thi đức thi ngay chánh lòng chống long hoa lục quệ thông thi nhân đại kỉnh thi lòng chỉ nhân chống long hoa đốt lòi nhân đốt lòi bắt nghĩa đốt thằng bắt minh chống long hoa cải sửa mình ngàn năm sai một thì thắng khó về chống long hoa cửa bồ đề phật chân thì đắc bắt nhân thì tàn chống long hoa phật quyền quan thần tiên đạt đạo tiên ban được về chống long hoa tam giáo về đại cơ phán xét lập quê hương hồn chống long hoa rước thiện nhân ác thì rượt chọn chánh hiền được tha chống long hoa hội nghị tiên gia Chấm nguồn trí tệ long hoa đạt thành chống long hoa dục tam thanh hành nhân đắc pháp thì thành đại nhân chống long qua gọi linh hồn quần tiên sướng nghĩa được tồn bao nhiêu lòng cha nay đã chắc chiêu sao con chưa giác con tiêu sát hồn chống long qua mở càng khôn đến cơ phán xét không tồn là bao cha yêu chỉ lối con giàu đàn con mê giặc lộn nhào diệt sinh chống long qua cửa thái bình một tồn chính diệt hậu hình tiêu tan cha khai di lạc niết bàn long hoa vũ sổ tam hoàng thượng nguyên và video đến đây cũng đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo